Mới đây, theo kênh ITV của Anh, Ashda Hayden Cross, 20 tuổi, người đàn ông đầu tiên mang thai, đã có những chia sẻ trên sóng truyền hình về việc anh bị đe dọa. Tôi nhận được nhiều phản ứng tốt, nhưng cũng có một số phản ứng tiêu cực. Tôi bị dọa giết và dọa đánh, Cross nói với MC Lauren Kelly. Sinh ra với giới tính nữ, nhưng Hayden Cross đã chuyển giới và được pháp luật công nhận là nam cách đây 3 năm. Anh hiện sống ở Gloucester bằng việc nhận trợ cấp thất nghiệp. Nhiều tháng trước, anh được một người giấu tên trên mạng xã hội hiến tinh trùng. Họ đến nhà để đưa cho tôi chiếc bình có đựng tinh trùng. Tôi thậm chí còn không biết tên thật của họ, anh nói. Từ đó, Cross quyết định ngừng quá trình chuyển giới để mang thai. Sau khi có em bé được 4 tháng, anh bắt đầu công khai việc mình đang mang thai. Và thay vì cảm thông, hầu như mọi người đều phản ứng gay gắt và không thấu hiểu tình cảnh của chàng trai mang bầu đầu tiên của nước Anh. Bất chấp sự chỉ trích của dư luận, Cross nói anh vẫn sẽ tiếp tục tiêm hóc môn và phẫu thuật chuyển giới sau khi sinh. Đặc biệt, anh còn cho biết, tôi sẽ không che giấu việc đó với con tôi. Tôi muốn con tôi biết và tôi hy vọng đứa trẻ sẽ nghĩ thoáng giống tôi và chấp nhận việc đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.